소개해주고 싶은 하노이의 진짜 맛집인데 한국 사람은 한 명도 못 봤어 지금까지도. 오늘 베틀트립에서 과감하게 최초 공개 카드를 처음으로 공개합니다.
lắm. Bởi vì là một bữa tiệc hoàn hảo với rất là nhiều topping ở trong nồi lẩu, đặc biệt là hải sản rất là tươi ngon và có cả các loại rau và củ quả ở trong đấy. Và hiện tại thì nồi lẩu của chúng ta đã của chúng mình đã gần là hết rồi, gần như là hết rồi. Và cuối bữa ăn thì chúng ta có được thêm hai đi kèm. Và có lẽ là cái không gian quán này rất là phù hợp đối với các bạn tuổi như chúng mình. Thì lần sau và chúng ta có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu các bạn và hẹn lại các bạn vào sau. Sau khi cơm no rượu say, chúng mình sẽ đi về.